Chỉ còn hơn một tháng nữa là vườn tiêu rộng hơn 2 ha của gia đình chị Lê Thị Thủy, xã Đắc Nia, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho thu hoạch. Thời kỳ này, chị thường xuyên thăm vườn, xem biểu hiện của cây để có biện pháp chăm sóc phòng trị bệnh hợp lý. Cùng với đó, chị còn tiến hành dọn vườn sạch sẽ để chuẩn bị thu hái tiêu. Giai đoạn này đã bước vào mùa khô nên việc bổ sung nước kịp thời cho vườn tiêu cũng được chị Thủy quan tâm trong cái giai đoạn uh, chuẩn bị sắp thu hoạch tiêu mà gia đình tôi thì thường xuyên răm vườn tiêu nếu mà cây tiêu nó thiếu nước thì chúng tôi vẫn uh, gia đình tôi bổ sung nước và tưới tiêu tưới nước cho cây tiêu qua quan sát vườn hồ tiêu của chị thủy kỹ sư nguyễn thị thảo trưởng phòng kỹ thuật trung tâm khuyến nông tỉnh đắk nông cho biết vườn tiêu của chị thủy phát triển kém năng suất đạt thấp lá non bị trích hút nhiều dẫn đến mất chất diệp lục trên lá do đó khuyến cáo chủ hộ cần phải có biện pháp quản lý sâu bệnh đúng cách, đồng thời tăng cường bón phân hữu cơ để bổ sung dinh dưỡng, giúp hồ tiêu phục hồi phát triển tốt, đạt năng suất cao trong vụ tới. Qua quan sát vườn tiêu thì bước đầu thì cũng cho thấy là ở cái vườn thì cũng được nói chung là cỏ thì được vệ sinh sạch sẽ. Đó là cái thứ nhất. À, còn cái thứ hai nữa là về mặt sinh trưởng phát triển á, thì ở đây á, thì chủ hộ chăm sóc cũng không được tốt lắm. Tại vì quan sát cái lá này thì hầu như những cái lá non ra thì bị chích hút, tức là làm cho làm cho cái diệp lục của cây lá tiêu nó sẽ mất đi và nó ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng. À, đồng thời bên cạnh đó thì vụ vừa rồi á, thì cũng à, do cái vấn đề chăm sóc cũng hoặc là do cái thời tiết khí hậu do vậy mà cái tiêu bị động hạt thưa tức là cái năng suất nó cũng để sẽ giảm và trên các cái ré thì nó xuất hiện cái diệp sáp. Ở đây thì cái vấn đề cần quản lý tốt, tức là quản lý tốt cái vấn đề mà về sâu bệnh hại. Tôi hồi chuyên gia về tiêu là à, gia đình tôi trồng tiêu sen lẫn với cà phê mà trước khi thu hoạch tiêu thì tưới nước thì là để làm cho tăng độ gem của tiêu nhưng nó có ảnh hưởng đến cái cây cà phê mà khi mình chiết tưới nước không? Đối với trường hợp của chị hỏi là nó liên quan đến cái vườn tiêu của nhà chị trồng sen trong vườn cà phê thì tự nó sẽ có ảnh hưởng hay không à, thì tuy nhiên nếu mà trường hợp trồng sen nếu mà chị không tạo bồn không có cái bồn trong vườn tiêu thì trong cái giai đoạn cà phê xịt nước thì tự cho tiêu thì mục đích của vấn đề tăng gen thì sẽ ảnh hưởng đến cái uh, xịt nước tức là cái quá trình phân hóa mầm hoa của cà phê do vậy ở đây thì cũng khuyến cáo trên cơ sở là uh, trồng tiêu sen trong vườn cà phê thì trồng đảm bảo thứ nhất là mật độ Đúng thứ hai nữa là chỉ phải có làm một cái bồn để khi mà mình tự ở mức độ vừa phải cho tiêu sinh trưởng phát triển còn lại nó sẽ không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít đến cái quá trình phân hóa mầm mua của cây cà phê thì đó là một số cái uh, lời khuyên giúp chị có những cái hướng khắc phục cho tôi hỏi chuyên gia là uh, làm như thế nào và cách chăm sóc bón phân như thế nào để cho tiêu đạt gem mà tôi cũng có nghe bà con nông dân nói rất là nhiều con người thì thu hoạch Dèm tiêu rất đạt nhưng có người lại tiêu không đạt thì tôi hỏi chuyên gia lý do tại sao thưa bà con thì trong cái giai đoạn hiện nay thì bà con cũng chuẩn bị là bắt đầu bước vào thu hoạch tiêu thì cũng nhiều nông dân thắc mắc là tại sao lại năng suất của mình giảm hoặc là năng suất của năm tăng năm giảm thì cái này cũng phụ thuộc rất nhiều đến cái yếu tố tác động như là vấn đề chăm sóc bón phân tưới nước rồi tỉa cành táo tán nói chung là cả một cái quá trình à, ở đây thì trên cơ sở là à, khuyến cáo bà con nông dân là trong các cái giai đoạn từ lúc giai đoạn tiêu ra trái non cho đến giai đoạn mà tiêu thu hoạch thì cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ tùy theo từng giai đoạn ví dụ như trường hợp giai đoạn đầu bà con có thể sử dụng các cái hàm lượng phân có cái hàm lượng mà đảm và lân cao đối với trường hợp cả cái hai lần bọn sau thì bà con cần chú ý và tăng cái lượng đảm và lượng kali tăng lên thì để nó tạo cái nhân rồi nói chung là bổ sung kali để chắc hạt nói chung một số yếu tố à, bên cạnh đó thì bà con cũng có thể là sử dụng các cái dòng phân bón lá bổ sung các cái yếu tố như là trung vi lượng canxi nó đầy đủ các yếu tố dinh dưỡng để làm cái chắc hạt và trong quá trình suốt quá trình chăm sóc đó. À, đồng thời thì dụng cho dụ cây sinh trưởng phát triển tốt thì cũng cần phải à, thường xuyên bón phân hữu cơ tại vì cây đó là nền tảng để dụng hút các cái yếu tố dinh dưỡng khác rồi các cái yếu tố như là à, sử dụng à, các cái loài thuộc bảo vệ thực vật à, theo nguyên tắc bổn đúng và sử dụng các cái dòng ưu tiên các dòng sinh học để phun Phun ở đây mục đích là để hạn chế phòng trừ một số cái loài con sâu sâu bệnh hại à, nhằm bảo vệ cái bộ tán của cây tiêu. Vì dụ như trường hợp một cây tiêu sinh trưởng phát triển tốt, lá to, dày, rồi bộ lá nhiều thì nó sẽ tạo điều kiện à, sử dụng dưới ánh sáng mặt trời và nó sẽ kích thích quá trình quang hợp và vận chuyển dinh dưỡng sẽ tốt hơn. Như vậy bảo vệ bồ tán cũng rất là quan trọng. À, đồng thời thì trong cái giai đoạn mùa khô thì bà con cũng cần chú ý là tưới nước ở đây cũng một biện pháp rất là quan trọng, nếu mà không được tưới nước thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề năng suất. Tại vì tưới nước trong cái giai đoạn này thì giúp duy trì sinh trưởng và giúp cho cái vườn tiêu đó có năng suất cao hơn. Thưa kỹ sư, để hồ tiêu có thể chín đều và tăng lượng quả chín trên cây thì bà con nông dân cần phải chăm sóc như thế nào ở giai đoạn này ạ? À, đối với trường hợp á để cái vườn tiêu nó chín đều và tăng độ rem thì trong cái giai đoạn cuối mùa mưa À, bắt đầu chuyển sang đầu mùa khô thì bà con cũng cần để ý có thể là bổ sung một ít dinh dưỡng có hàm lượng kali cao à, mục đích của cái vấn đề là kali là làm thứ nhất là chắc hạt thứ hai nó sẽ kìm hãm một số cái bộ phận non ở trên không sinh trưởng hoặc sinh trưởng kém thì trên cơ sở như vậy thì nó sẽ tập trung dinh dưỡng để nuôi trái như vậy thì nó sẽ làm chắc đồ hạt đó là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là trong cái giai đoạn này thì à, cũng bà con cũng cần chú ý là tưới thêm bổ sung thêm nước trên cơ sở đó thì cũng sẽ làm chỗ tiêu sinh trưởng phát triển và nó sẽ chắc hạt hơn. một số những cái vấn đề sâu bệnh hại của hồ tiêu trong giai đoạn này mà bà con nông dân cần lưu ý là gì ạ? trong giai đoạn này thì giai đoạn mùa khô do vậy trên vườn tiêu chỉ xuất hiện một số tức là xuất hiện các cái loài rệp sáp gây hại hoặc là các cái con rệp thì trên cơ sở bà con cũng cần lưu ý để phòng trừ cho nó hợp lý. Dạ vâng, à, thưa kỹ sư, à, để bà con nông dân có những cái kỹ thuật thu hái hồ tiêu à, đạt hiệu quả cao nhất nhất là đảm bảo cho những cái vụ mùa sau nữa à, thì bà con nông dân cần phải thu hái như thế nào thì là đúng kỹ thuật à? à? Cũng giống như cả cái loài cây trồng khác à, để tiêu thu hoạch đúng thời vụ, à, hạn chế cái vấn đề di dịch mùa vụ năm sau sẽ sớm hơn năm trước thì bà con cần thu hoạch đồ chín thì ở đây á, thì bà con cũng cần quan sát à, vườn tiêu ở đây cũng không bắt buộc là phải chia nhiều lần ra hại trên một cái tiêu nhưng quan sát đối với trường hợp những cái cây tiêu có độ chín cao thì mình thu hoạch trước trên cơ sở như vậy khoảng cỡ đạt khoảng 60 70 phần trăm chẳng hạn tùy theo cái mức còn những cái cây mà tiêu có cái độ chín thấp hơn tức là nó không đồng đều thì để hại sau còn nếu một trường hợp vừa khuyến cáo bà con nên thu hoạch độ chỉnh chín khoảng 80 90 trăm phần trăm thì rất là khó tại vì do cái tình hình biến đổi khí hậu thời tiết do vậy tiêu nó sẽ ra hoa rải vụ do vậy mà nếu trường hợp chia nhỏ như vậy thì sẽ công nó sẽ không đảm bảo do vậy mà bà con cần quan sát và chọn những cái cây tiêu mà chín trước thì mình thu hoạch trước và những người cây chín sau thì sẽ thu hoạch sau và như vậy nó phải đảm bảo được cái vấn đề năng suất. Sau khi bà con nông dân đã thu hoạch hồ tiêu xong thì cái việc bảo quản cũng đóng vai trò rất quan trọng. À, kỹ sư có thể chia sẻ kỹ hơn về kỹ thuật này ạ. Sau khi thu hoạch xong thì bà con cũng cần đưa về nhà và tách phần hạt và phần cồi ra để thứ nhất là cái vận đề phơi. Thì sau khi mà tách xong á thì bà con có thể là phơi tiêu phơi tiêu ở đây thì có thể phơi trên các cái nền là phải được trải bạt tức là đảm bảo cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và phơi thì đụng độ ví dụ như trường hợp quy định của nó là 14 độ đồ chẳng hạn thì bà con phải đảm bảo cái vấn đề là đụng độ để đưa vào cái bảo quản và khi mà đồ khô đúng rồi tất cả mọi cái thì đảm bảo thì bỏ mà tiêu được bảo quản trong một cái túi ni lông trong đó là có cái phần được kê lên cái phần là cách tường tức là cách tường 20 cm và cách mặt đất cũng 20 cm và bỏ trong cái túi ở ngoài là một cái túi gai tức là tiêu nó sẽ dễ mất mùi do vậy bà con cần cẩn thận hơn trong cái vấn đề bảo quản nếu mà trường hợp bảo quản ở nhà nếu dự dụng như mà để bảo quản như cà phê thì rất là đối với cà phê thì rất dễ hơn nhưng đối với tiêu nếu mà trường hợp không bảo quản cẩn thận thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng à, ngoài ra thì trong cái kho bảo quản không được để chung cả cái loại phân bón và thụ bảo vệ thực vật à, như vậy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái vấn đề chất lượng của hạt tiêu sau khi khi thu hoạch hồ tiêu thì để cây có thể phục hồi tốt cũng như là đảm bảo sức khỏe cho cây hồ tiêu thì bà con nông dân trong quá trình chăm sóc ở thời kỳ này sẽ phải làm những cái bước kỹ thuật gì ạ? để đảm bảo cái vấn đề năng suất cho vườn tiêu vụ sau thì sau khi thu hoạch bà con cũng cần lưu ý một số vấn đề thứ nhất là thăm vườn thường xuyên thăm vườn thường xuyên ở đây thì để mình phát hiện xem có cái đối tượng dịch hại nào hay không nếu trường hợp có thì sử dụng các cái biện pháp can thiệp kịp thời ở mức độ nếu mà trường hợp nhẹ thì bà con có thể là bằng thủ công hoặc bằng cơ giới nhưng đối với trường hợp các cái nặng thì mình có thể sử dụng bằng các cái biện pháp khoa học đó là ý thứ nhất ý thứ hai nữa là cần vệ sinh vườn sạch sẽ ở đây thì có thể là cắt bỏ những cái cành ví dụ cành lươn này một số cái cành khô cành sâu bệnh chẳng hạn thì cũng phải cắt bỏ hoặc canh chặt mặt đất thì mình cũng cắt bỏ à, ngoài ra thì cũng cần lưu ý trong cái giai đoạn sau thu hoạch à, thì bà con cũng cần xịt nước tại vì nó liên quan đến quá trình phân hóa mầm hoa muộn cái vườn tiêu ra hoa đầu quả tốt ra hoa đồng đều tất cả mọi cái thì phải xịt được nước và cái thời gian thì tùy thuộc thời gian xịt nước thì còn tùy thuộc vào cái tình hình sinh trưởng của vườn tiêu tùy thuộc vào chất lượng đất tùy thuộc vào chế độ chăm sóc tốt hay là xấu ví dụ như một số vườn tiêu mà bà con sử dụng phân hữu cơ cao thì đương nhiên thì thời gian xịt nước sẽ lâu hơn tại vì đối với trường hợp có phân hữu cơ ở trong đất thì nó sẽ giữ được độ ấm đúng không? nó sẽ tạo điều kiện dù dễ phát triển tốt thì như vậy cái tiêu nó sẽ hạ Chầm suy kiệt hơn là những cái vườn tiêu mà không được bổ sung hữu cơ. Do vậy mà cái thời gian xịt nước ở đây cũng khuyện cáo có thể là 20 ngày hay 15 hay là 30 nó tùy thuộc vào quan sát từng vườn tiêu. Do vậy bà con cần quan sát thiền à, ràng của từng vườn tiêu để đưa ra à, cái, cái thời gian phù hợp. Và sau khi mà thời gian đảm bảo xịt nước đủ cái thời gian thì bắt đầu có những cái cơn mưa đầu mùa thì bà con có thể khi đó bắt đầu rửa vườn thì rửa vườn ở đây mục đích ấy, là rửa cả cái lạ già lạ sâu bệnh rồi một số cái lạ mà vô hiểu chẳng hạn để hàn chế tức là cái vấn đề là dinh dưỡng tập trung ở những cái lạ đó và để tập trung dinh dưỡng để ra đọt và phân hóa mầm hoa tốt hơn